Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vệ lìa 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của đại sĩ, có pháp nào có thể đắc, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vệ lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, có pháp nào có thể đắc, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vệ lìa quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề, có pháp nào có thể đắc, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, tất cả hạnh đại Bồ Tát có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vệ lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát có pháp nào có thể đắc, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vệ lìa quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật có pháp nào có thể đắc, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có pháp nào có thể đắc, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, sắc uẩn cho đến thức uẩn, hư không, phi hữu, tánh không tự tại, tánh không chắc thật, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vệ lìa sắc uẩn cho đến thức uẩn, hư không, phi hữu, tánh không tự tại, tánh không chắc thật, có pháp nào có thể đắc, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, như vậy cho đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hư không, phi hữu, tánh không tự tại, tánh không chắc thật, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hư không, phi hữu, tánh không tự tại, tánh không chắc thật, có pháp nào có thể đắc, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, sắc uẩn cho đến thức uẩn, chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi pháp, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa sắc uẩn cho đến thức uẩn, chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, có pháp nào có thể đắc, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, như vậy cho đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vệ lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, có pháp nào có thể đắc, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu các pháp như vậy đều là không thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, thì các đại Bồ Tát làm sao để hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu? Phật dạy: Thiện hiện ý ông thế nào, ông thấy có pháp nào để hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không.
Phật dạy, thiện thiện ý ông thế nào, ông thấy Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu là hành xứ của Đại Bồ Tát phải không? Thiện thiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật dạy, thiện thiện ý ông thế nào, pháp mà ông không thấy là pháp có thể đắc không? Thiện thiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật dạy, thiện thiện ý ông thế nào, pháp không thể đắc là có sanh không? Thiện thiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật dạy, thiện thiện thật tánh của các pháp mà ông thấy là vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu vô sanh pháp nhẫn ấy thì được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Thiện thiện nên biết Đại Bồ Tát ấy đối với 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả và 18 pháp Phật bất cộng vân vân, vô lượng vô biên công đức thù thắng thì gọi là người hành giả tinh tấn như thật. Nếu có thể tu hành tinh tấn như thế mà chẳng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, trí nhất thiết tướng, đại trí, diệu trí thì không có việc ấy. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy đã chứng đắc vô sanh pháp nhẫn cho đến chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đối với pháp, sở đắc không thối lui, không giảm. Cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát có lấy vô sanh tánh của tất cả pháp để được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật không? Phật dạy, thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát có lấy sanh tánh của tất cả pháp để được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật không? Phật dạy, thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát có lấy sanh vô sanh tánh của tất cả pháp để được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật không? Phật dạy, thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát có lấy tánh chẳng phải sanh, chẳng phải vô sanh của tất cả các pháp để được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật không? Phật dạy, thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, như vậy thì làm sao các Đại Bồ Tát được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật? Phật dạy, thiện hiện ý ông thế nào, ông thấy có pháp nào được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không, con không thấy pháp nào được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, cũng không thấy pháp nào đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật có người chứng, pháp được chứng, thời gian chứng, nơi chốn chứng, và do đây chứng, vì tất cả đều bất khả đắc. Phật dạy, thiện hiện đúng vậy, đúng như lời ông nói. Thiện hiện nên biết, khi các Đại Bồ Tát đối với tất cả pháp vô sở đắc, không nghĩ ta có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, dùng pháp ấy đối với thời gian như vậy, nơi chốn như vậy, ta chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì các Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, không còn có những phân biệt. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu lìa các sự phân biệt. Nếu có phân biệt thì chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bấy giờ trời Đế Thích bạch Phật, bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa rất là sâu xa, khó thấy, khó hiểu, không thể suy nghĩ, vượt qua cảnh giới của suy nghĩ vì những sở chứng của bậc trí tuệ thông minh. Đối với sự phân biệt về các tướng thì hoàn toàn xa lìa. Nếu các hữu tình đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này thường thích nghe, thọ trì, đọc tụng, thông đạt hoàn toàn, tư duy đúng lý, đi theo lời dạy mà tu hành, dạy đúng cho người khác, cho đến chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không xen tạp tâm và tâm sở khác, thì nên biết các loại hữu tình ấy nhất định thành tựu vô lượng căn lành, có thể ở trong đây hoàn tất việc ấy. Phật dạy trời Đế Thích, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Này Kiều Thi Ca, đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, các loại hữu tình thường thích nghe, thọ trì, đọc tụng, hoàn toàn thông suốt, tư duy đúng lý, y theo lời dạy mà tu hành, dạy đúng cho người khác, cho đến chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không xen tạp các tâm và tâm sở khác, thì nên biết các loại hữu tình như thế quyết định thành tựu vô lượng căn lành, cho đến ở trong đây sẽ hoàn tất việc ấy.
Kiểu thi ca, giả sử các loài hữu tình trong châu Nam Thiện Bộn này, cho đến 3.000 đại thiên thế giới, đều thành tựu vô lượng công đức của 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 thần thông. Nếu có thiện nam, thiện nữ vân vân nào đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này, thường ưa thích nghe, thọ trì, đọc tụng, hoàn toàn thông suốt, tư duy đúng lý, y theo lời dạy và tu hành, dạy đúng cho người khác, thì thiện nam tử, thiện nữ, vân vân đó đạt được công đức so với phước đức trước hơn 100 lần, 1.000 lần cho đến phần nhỏ nhất. Khi ấy trong hội có một bí sô nói với trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam, thiện nữ vân vân nào đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này, nhiếp tâm không tán loạn, thường thích nghe, thọ trì, đọc tụng, cho đến cực thông hiểu, tư duy đúng lý, y theo lời dạy mà tu hành, dạy đúng cho người khác, cho đến chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà, không xen tạp các tâm và tâm sở khác, thì các thiện nam, thiện nữ vân vân này đạt được công đức hơn tất cả hữu tình trong châu Thiện Bộ, cho đến 3.000 đại thiên thế giới đã thành tựu vô lượng công đức về 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 thần thông, vân vân. Khi ấy trời Đế Thích nói với Bí Xô: Thiện nam, thiện nữ vân vân ấy khi mới phát tâm thì nhất niệm tương ưng với trí nhất thiết tướng, công đức đạt được hơn tất cả hữu tình trong châu Nam Thiện Bộ, cho đến 3.000 đại thiên thế giới đều thành tựu vô lượng công đức về 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 thần thông, vân vân, gấp 100.000 lần. Huống gì đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này mà nhiếp tâm không tán loạn, thường thích lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý, y theo lời dạy mà tu hành, dạy đúng cho người khác, cho đến chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, không xen tạp các tâm và tâm sở khác, công đức đạt được không thể nào so sánh được. Trí tuệ công đức của thiện nam, thiện nữ vân vân này không những hơn tất cả loài hữu tình trong châu Nam Thiện Bộ, cho đến 3.000 đại thiên thế giới đã thành tựu vô lượng công đức về 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự vân vân, mà còn vượt hơn tất cả công đức của tất cả thế gian, trời, người, Atula vân vân. Vì sao? Vì thiện nam, thiện nữ vân vân ấy mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm lợi ích an lạc cho hữu tình vô cùng tận. Bí Xô nên biết công đức trí tuệ của thiện nam, thiện nữ vân vân đó không những vượt hơn tất cả công đức của tất cả thế gian, trời, người, Atula vân vân, mà còn vượt hơn tất cả công đức của dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, độc giác. Vì sao? Vì thiện nam, thiện nữ vân vân đó mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm lợi ích an lạc cho hữu tình vô cùng tận. Bí Xô nên biết công đức trí tuệ của thiện nam, thiện nữ vân vân đó không những vượt hơn tất cả công đức của tất cả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, a la hán, độc giác, mà còn vượt hơn tất cả công đức của đại bồ tát, xa lìa phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu hành bố thí Ba La Mật Đa, cho đến tịnh lự Ba La Mật Đa, an trụ vào pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không, an trụ vào chân như, cho đến cảnh giới bất tư nghì, an trụ vào thành đế khổ tập diệt đạo, tu hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu hành tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, tu hành pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, tu hành cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, tu hành tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, tu hành năm loại mắt, sáu phép thần thông, tu hành 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tu hành đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, tu hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tu hành quán thuận nghịch, 12 nhân duyên, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, tu các hạnh của đại Bồ Tát và tất cả công đức của quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Vì sao? Vì thiện nam, thiện nữ vân vân đó mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm lợi ích an lạc cho hữu tình vô cùng tận. Bí Xô nên biết các thiện nam, thiện nữ vân vân đó công đức trí tuệ vượt hơn tất cả công đức tất cả đại bồ tát xa lìa phương tiện thiện xảo tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy. Vì sao? Vì các thiện nam, thiện nữ vân vân ấy mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm lợi ích an lạc cho hữu tình vô cùng tận.
Lại nữa, này Bì Xô, nên biết thiện nam, thiện nữ, vân vân đó, tức là Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát theo lời nói mà tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, vì có phương tiện thiện xảo nên không bị tất cả thế gian, trời, người, A-tu-la, vân vân, và Bồ Tát độc giác thanh văn khác chinh phục. Vị này có thể kế thừa hạt giống trí nhất thiết trí, không bao giờ đoạn tuyệt, không xa lìa chư Phật Bồ Tát bạn lành chân tịnh, không bao lâu sẽ ngồi tòa Bồ Đề, chiến thắng tất cả quyến thuộc ác ma, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, truyền diệu pháp luân, cứu vớt các loài hữu tình ra khỏi khổ lớn sanh tử để đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc. Bí Xô nên biết, Đại Bồ Tát theo lời nói mà tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, vì có phương tiện thiện xảo, thường học pháp mà chúng Đại Bồ Tát nên học, không học pháp của thanh văn và độc giác. Bí Xô nên biết, Đại Bồ Tát ấy hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, vì có phương tiện thiện xảo, thường học pháp nên học của Đại Bồ Tát. Bấy giờ trời tứ đại thiên vương thống lãnh chúng trời của mình đến chỗ vị Bồ Tát ấy, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen và cùng nói như vậy: lành thay đại sĩ, ông nên siêng năng tinh tấn học pháp nên học của chúng Đại Bồ Tát, đừng học theo pháp nên học của thanh văn và độc giác. Nếu học như vậy sẽ mau an tọa nơi tòa Bồ Đề, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Giống như trước đây, Như Lai ứng chánh đẳng giác đã nhận bốn bình bát do tứ thiên vương cúng dường, thì bấy giờ ông cũng sẽ nhận. Như xưa kia, tứ đại thiên vương hộ đài đã dâng cúng bốn bình bát, nay tôi cũng dâng cúng. Bí Xô nên biết, Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng phương tiện thiện xảo, thường học pháp nên học của chúng Đại Bồ Tát. Thiên đế chúng tôi đều thống lãnh chúng trời của mình đến chỗ vị Bồ Tát ấy, để cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen và cùng nhau nói như vậy: lành thay đại sĩ, ông nên siêng năng tinh tấn học pháp nên học của chúng Đại Bồ Tát, đừng học theo pháp nên học của thanh văn và độc giác. Nếu học như vậy, ông sẽ mau an tọa tòa Bồ Đề, có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển diệu pháp luân, độ chúng hữu tình. Bí Xô nên biết, Đại Bồ Tát ấy hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng phương tiện thiện xảo, thường học pháp nên học của chúng Đại Bồ Tát. Diệu thời phận thiên tử, diệu biến hóa thiên tử, diệu tự tại thiên tử đều thống lãnh chúng trời của mình đến chỗ vị Bồ Tát ấy, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, tất cả đều nói: lành thay đại sĩ, ông nên siêng năng tinh tấn học pháp nên học của chúng Đại Bồ Tát, đừng học theo pháp nên học của thanh văn và độc giác. Nếu học như vậy, ông sẽ mau ngồi tòa Bồ Đề, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển diệu pháp luân, độ chúng hữu tình. Bí Xô nên biết, Đại Bồ Tát ấy hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng phương tiện thiện xảo, thường học pháp nên học của chúng Đại Bồ Tát. Đại Phạm Thiên Vương chủ cõi Kham Nhẫn thống lãnh chúng Phạm Thiên đến chỗ vị ấy, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, nói như vậy: lành thay đại sĩ, ông hãy siêng năng tinh tấn học pháp nên học của chúng Đại Bồ Tát, đừng học theo pháp nên học của thanh văn và độc giác. Nếu học như vậy, ông sẽ mau ngồi tòa Bồ Đề, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Tôi sẽ đi đến dưới cội Bồ Đề ân cần khuyến thỉnh ông chuyển diệu pháp luân, làm đợi lạc cho vô số loài hữu tình. Bí Xô nên biết, Đại Bồ Tát ấy hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng phương tiện thiện xảo, thường học pháp nên học của chúng Đại Bồ Tát. Trời cực quang tịnh cho đến trời sắc cứu cánh, thống lãnh chúng trời của mình đến chỗ vị ấy, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, nói như vậy: lành thay đại sĩ, ông hãy siêng năng tinh tấn học pháp nên học của chúng Đại Bồ Tát, đừng học theo pháp nên học của thanh văn và độc giác. Nếu học như vậy, ông sẽ mau ngồi tòa Bồ Đề, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển diệu pháp luân, độ chúng hữu tình. Bí Xô nên biết, Đại Bồ Tát ấy hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng phương tiện thiện xảo, thường học pháp nên học của chúng Đại Bồ Tát. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, các chúng Đại Bồ Tát và các trời rồng A-tu-la vân vân thường theo hộ niệm. Nhờ nhân duyên này mà các Đại Bồ Tát ấy không bị hiểm nạn ở thế gian, nguy ách về thân, buồn khổ về tâm, làm xâm tổn tai hại. Tất cả các bệnh phát sanh do bốn đại chống trái nhau, nghĩa là bệnh về mắt, bệnh về tai, bệnh về mũi, bệnh về lưỡi, bệnh về thân,
Các bệnh chi tiết khác, như vậy tổng cộng là 404 chứng bệnh ở trong thân, vĩnh viễn không phát sanh, chỉ trừ nghiệp nặng thì sẽ chuyển nhận quả báo nhẹ. Bí Xô nên biết Đại Bồ Tát theo lời nói mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, dùng phương tiện thiện xảo đạt được những công đức đời hiện tại như vậy, đời sau công đức càng tăng vô lượng vô biên. Hết quyển thứ 519.